Lưu ý trước khi xem chuyện. Đây là video dựa vào chuyện chữ cho nên phần âm thanh sẽ không trùng khớp với phần hình ảnh. Mọi người chỉ nên tập trung vào phần nội dung hấp dẫn của chuyện thôi nhé. Chúc mọi người xem chuyện vui vẻ. Tinh thần lực mạnh mẽ cuồn cuộn như vũ bão, cuồng phong bùng nổ, những tiếng đùng đoàng vang lên không ngớt. Khi tinh thần lực không ngừng dâng tràn, trên trời mây đen cũng điên cuồng kéo tới. Bên trong mây đen, những tia sét không ngừng lóe lên, tiếng sấm rền khiến cả thiên địa như rung lên dữ dội. Tất cả mọi người đều nhìn cảnh tượng đó với vẻ chấn động đương nhiên dù sao ở đây toàn là người có nhãn lực một số người còn chuyên tu tinh thần lực cũng đã quen với phong lôi kiếp rồi vì thế bọn họ chấn động không phải vì bản thân phong lôi kiếp mà là vì hành động của lâm động phong lôi kiếp cũng giống với nếp bàn kiếp khi thiên phủ sư vượt kiếp đều phải tìm nơi yên tĩnh mà vượt qua nhưng bây giờ lâm động lại dẫn động phong lôi kiếp đến khi đang phải đối mặt với đối thủ đáng gờm như tào vũ hành động này thật sự khiến người ta nghĩ không thông lẽ nào hắn dùng cách cũ sao trên mặt bọn lam anh đầy vẻ kinh ngạc trong lòng không khỏi lo lắng Tào Vũ không phải tống chân, hơn nữa chiêu thức này trước đó thành công cũng là may mắn. Chẳng ai biết được hắn đang đối phó với nếp bàn kiếp trong người, còn tình hình lúc này lại khác. Thực lực Tào Vũ vượt xa tống chân, mà phong lôi kiếp lại có động tĩnh lớn thế này. Đến thằng ngốc cũng biết hắn đang muốn làm gì. Lẽ nào Tào Vũ không nhân cơ hội này mà động thủ sao? Bên kia, bọn Liễu Bạch, Mạc Lăng, Tô Khôi cũng sững sờ nhìn nhau, ánh mắt đầy lo lắng. Lâm Điêu đại ca, Lâm Động đại ca làm vậy có mạo hiểm quá không? Tô Nhu căng thẳng, chân trừ một lúc, cuối cùng không kềm được hỏi tiểu điêu tiểu điêu nhao mắt nhìn lâm động hắn cũng không rõ rốt cuộc lâm động muốn làm gì gọi phong lôi kiếp vào lúc này đúng là tìm cái chết hắn không phải kẻ ngốc hắn làm vậy chắc có lý do của mình cứ đợi đi giờ có nói gì cũng vô dụng lúc này tiểu điêu cũng chỉ có thể nói vậy mà thôi nghe vậy bọn liễu bạch cười khổ lắc đầu thở dài giờ bọn họ có lo lắng thế nào thì cũng vô ích thôi việc bọn họ có thể làm lúc này là tin rằng lâm động làm thế là có lý do của hắn ha ha Đúng tiểu tử có khí phách, lúc này mà dám gọi Phong Lôi Kiếp. Trên không trung, những cường giả tông phái siêu cấp đều nhìn Lâm Động với ánh mắt quái dị. Tào Đại Ca, xem ra hắn cố ý khiêu khích huynh. Thường Uy cười quái dị, đang chiến đấu mà lại gọi Phong Lôi Kiếp, đây không phải sự khiêu khích với Tào Vũ hay sao? Sắc mặt Tào Vũ lạnh lùng nhìn Lâm Động, tuy hắn cũng kinh ngạc vì hành động của Lâm Động nhưng cũng không có ý định dừng tay. Hắn chậm chậm giơ tay lên, bình thản nói: "Tuy không biết rốt cuộc ngươi muốn làm gì, nhưng ngươi đã tự tìm cái chết thì cũng đừng trách ta." Uỳnh, một vòng năng lượng đáng sợ bùng phát từ lòng bàn tay hắn. Không gian méo mó, hắc quang cuộn trào biến thành một cây trường mâu dài gần chục trượng phía trước hắn. Trên cây trường mâu ấy dường như ẩn hiển những đạo phù văn kỳ dị. Xoẹt, Tào Vũ ra tay không chút do dự, ánh mắt lạnh băng. Cây hắc mâu rạch tan không khí cùng với sức mạnh đáng sợ có thể giết chết một cường giả ngũ nguyên nếp bàn lao thẳng về phía Lâm Động. Nhìn chiêu sát thủ của Tào Vũ, tất cả mọi người đều thoát tim. Tốc độ của hắc mâu cực nhanh, gần như chỉ tích tắc đã xuất hiện phía trước Lâm Động thế nhưng khi hắc mâu sắp phóng thích lực sát thương thì một thân ảnh đỏ rực một lần nữa xuất hiện thiết quyền hung hãn tung ra chặn đứng hắc mâu kẻ vừa ra tay chính là huyết linh khôi binh kinh phong cuồn cuộn trên không trung tuy huyết linh khôi đã chặn được công kích của hắc mâu nhưng cũng bị chấn động bay về phía sau thậm chí trên thiết quyền còn xuất hiện một vết thương sâu hoắm rõ ràng với sức phòng ngự lớn như thế của huyết linh khôi mà cũng bị thọ thương nhưng cũng may huyết linh khôi không có cảm giác đau đớn chỉ cần nó chưa bị hủy diệt thì vẫn có thể chiến đấu đến phút cuối cùng lâm động bình tĩnh nhìn cảnh đó trong mắt không hề có chút dao động không những không hề có dấu hiệu đứng dậy mà ngược lại hai tay hợp lại biến hóa ấn pháp ẩm ấn pháp thay đổi tinh thần lực dồi dào lại bùng nổ đồng thời tiếng sấm rền trong đám mây đen càng trở nên cùng bạo và khủng bố phong lôi kiếp mạnh hơn rồi sự thay đổi của phong lôi kiếp lập tức được mọi người nhận ra chợt có tiếng kêu lên kinh ngạc rõ ràng mọi người không thể hiểu tại sao lâm động không những không kiềm chế phong lôi kiếp mà lại phóng thích tinh thần lực để kích thích phong lôi kiếp mạnh hơn phong lôi kiếp đã vượt qua kiếp thứ hai rồi không ít cường giả chuyên tu tinh thần lực nhìn lôi vân trên trời từ sức mạnh nó phóng ra bọn họ có thể cảm nhận được phong lôi kiếp thuộc kiếp thứ mấy hừ sắc mặt tàu vũ tối sầm lại trong lòng cũng cảm thấy bất an vì hành động quái dị của lâm động chợt hắn bước chân ra mười ngón tay búng mạnh hắc quang cuồn cuộn biến thành vô số chùm sáng bắn như mưa về phía lâm động khi đó huyết linh khôi lại xuất hiện phía trước lâm động huyết quang chói sáng bùng phát từ trong người bảo vệ lâm động ở phía sau xem ta đánh tan nát huyết linh khôi của ngươi đây dường như tàu vũ bị huyết linh khôi khiến cho mất kiên nhẫn hàn quang lóe lên trong mắt trùng hắc quang gào thét bắn hết về phía huyết linh khôi rầm 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 sức mạnh kinh người bùng nổ trên người huyết linh khôi vô số những đường gợn sóng cùng bạo lan tỏa ra bốn phía hắc quang nhanh chóng tan đi thân ảnh to lớn của huyết linh khôi dần xuất hiện chỉ có điều trên người huyết linh khôi lúc này đã xuất hiện rất nhiều vết thương rõ rệt những đường dẫn nứt lan ra khắp người sắc đỏ cũng tối đi nhiều cứ thế này thì huyết linh khôi của lâm động sẽ không chống cự được lâu nữa sắc mặt bọn lam anh nặng nề nhìn về phía huyết linh khôi nắm tay nắm chặt lại dường như lâm động đang dùng huyết linh khôi để kéo dài thời gian lẽ nào thứ này có thể kéo dài đến lúc hắn vượt qua phong lôi kiếp hay sao uỳnh uỳnh nhưng khi bọn lam anh đang lo lắng lôi vân trên trời bỗng ngày một bành trướng kinh người sức mạnh bắt đầu trở nên khủng bố phong lôi kiếp đang trồng điệp với nhau ngay lúc ấy trên đỉnh núi bỗng có tiếng kêu kinh hãi một cường giả chuyên tu tinh thần lực vô cùng kinh hãi nhìn lên trời như gặp quỷ phong lôi kiếp trồng điệp nghe thế bọn Lam Anh giật mình, thế là có ý gì? Lẽ nào Lâm Động không chỉ gọi một kiếp đơn thuần mà là chồng điệp của nhiều kiếp? Nghĩ thế, sắc mặt bọn Lam Anh lập tức trở nên phức tạp. Chồng điệp nhiều phong lôi kiếp tuyệt đối không phải đơn giản là một cộng một đâu. đã đạt đến kiếp thứ ba rồi, hắn muốn vượt cả kiếp thứ hai và kiếp thứ ba cùng một lúc. lại có người hét lên, không đúng, phong lôi kiếp vẫn tiếp tục mạnh hơn. trời ạ, à, tên này điên rồi, lẽ nào hắn muốn chồng điệp cả ba kiếp lại? uy lực đó dù là thiên phù sư lục ấn cũng khó lòng chịu đựng nổi những tiếng kêu kinh hãi không ngừng vang lên mỗi khi có tiếng kêu vang lên là tim bọn lam anh lại có thắt lại trồng điệp ba phong lôi kiếp cùng một lúc uy lực đó chắc đủ để khiến một lục nguyên niết bàn biến thành bồi phụ nhì. rốt cuộc lâm động muốn làm gì vậy uỳnh uỳnh trên bầu trời lôi vân cuồn cuộn điên cuồng những tia sét trong đám mây từ cỡ bằng cánh tay đã phình to hơn nhìn từ xa tựa như những con lôi long đang di chuyển trong mây đen vậy tiểu điêu ngẩng đầu nhìn lên trời với ánh mắt kỳ dị rồi hắn nhìn lâm động ở phái dưới ánh mắt lóe lên sự suy nghĩ hắn muốn dựa vào sức mạnh của phong lôi kiếp sao đúng là điên rồi uỳnh uỳnh tiếng sấm rền vang lên trên bầu trời mây đen ập tới những tia chớp giật lên liên hồi nhìn cảm giác như ngày tận thế đang đến gần mây đen khuếch tán ra đến hàng trăm trượng sự cùng bạo của nó khiến ngay cả cường giả ngũ nguyên nếp bàn cũng phải tái mặt trồng điệp ba kiếp lúc này ai nấy cũng đã nhận ra điều lâm động đang định làm hắn muốn cùng lúc vượt qua ba tầng phong lôi kiếp cùng một lúc điên rồi đối với hành động điên rồ này của Lâm Động, tất cả mọi người đều nghĩ tới hai chữ ấy. Vì bọn họ hiểu, nếu là người bình thường chắc chắn sẽ chẳng ai làm chuyện đó cả. đương nhiên là cũng chẳng người bình thường nào làm được điều đó. Muốn gọi đến một lúc ba tầng phong lôi kiếp thì cần phải có một lượng tinh thần lực nhiều đến đáng sợ. Cũng có nghĩa là phải ức chế tu vi tinh thần lực khâu cho nó dò dỉ ra một chút nào cho đến khi đủ để dẫn động đến ba tầng phong lôi kiếp mới bùng phát triệt để. Nếu vượt qua được, tinh thần lực của Lâm Động sẽ tăng thẳng lên thiên phủ sư tử ấn. đương nhiên nếu không vượt qua được thì sẽ tan thành mây khói đến xác vụn cũng chẳng còn. Có phải hắn bị đánh đến não có vấn đề rồi không? Đám cường giả Tây Huyền vực lúc này cũng nhìn mây đen đang lan tỏa trên không trung với ánh mắt cổ quái. Sức mạnh lan tỏa ra từ đó khiến bọn chúng cũng phải thấy giật mình. Thật sự bọn chúng không hiểu Lâm Động rốt cuộc muốn làm gì. Chỉ e chẳng cần người khác động thủ, chỉ cần mây đen giáng xuống là khiến Lâm Động hắn tan tành thành mây khói rồi. Rốt cuộc hắn muốn làm gì vậy? Thường Uy cũng cau mày, muốn cười châm chọc nhưng mơ hồ lại cảm thấy một sự kìm nén nào đó. Hắn không phải kẻ ngốc, Hành động của Lâm động quả thực quá quỷ dị. Lâm động làm thế chắc chắn có mục đích, chỉ có điều rốt cuộc mục đích đó là gì thì bọn chúng chưa biết. Tào đại ca. Thường Uy nhìn Tào Vũ, thấy sắc mặt hắn có phần tối lại, rõ ràng tâm trạng hắn cũng có chút bất an. Là vì tên kia sao? Thường Uy càng cau mày lại, không ngờ bọn chúng lại bị một tên tiểu tử chỉ tứ nguyên nếp bàn khiến cho thành ra bị động thế này. Tào đại ca, chúng ta cứ bình tĩnh theo dõi biến chuyển. Mây đen quá khủng bố, chắc chắn tên tiểu tử kia không chống lại được đâu nếu manh động ra tay chỉ sợ ta sẽ trùng kế chưa biết chừng hắn muốn dùng thủ đoạn dụ chúng ta ra tay để giúp hắn chống lại phong lôi kiếp ánh mắt thường uy lấp lánh rồi trầm giọng nói tàu vũ nheo mắt nhìn thân ảnh đang ngồi dưới tầng mây đen lúc này lâm động đang nhắm chặt mắt dường như chuẩn bị vượt kiếp ánh mắt tàu vũ tối sầm lại kế hoạch của thường vũ cũng không tệ lấy bất biến ứng vạn biến đợi hành động tiếp theo của lâm động nhưng tại sao hắn cứ cảm thấy một sự bất an không thể đợi được ánh mắt hắn sau vài lần thay đổi cuối cùng ngưng tụ lại, hắn cũng là kẻ hành sự quyết đoán. Đã quyết định thì không chút chần chừ, chân bước ra rồi bắt đầu nhanh chóng biến hóa thủ ấn. Phong Thiên đại trận, tỏa thiên phủ. Tiếng hét trầm đục vang lên, một luồng sức mạnh kinh người bộc phát từ thân thể hắn. Không gian nhanh chóng trở nên méo mó rồi tách ra vô số đường nứt, hắc quang bắn ra từ bên trong. Hắc quang bắn ra như chớp, đan xen với nhau trong không trung, chỉ trong nháy mắt đã biến thành một đạo phù văn. Vút, phù văn khổng lồ lập tức nhằm thẳng Lâm Động mà bay tới cùng với sức mạnh và áp lực đáng sợ nhưng khi phù văn ấy bay tới lâm động chậm chậm mở mắt khóe miệng hơi nhếch lên cuối cùng cũng đến phù văn khổng lồ nhanh chóng bay vào tầng mây đen thế nhưng khi còn cách lâm động khoảng hơn chục trượng mây đen bỗng nhiên rung chuyển lôi quang chiếu sáng cả thiên địa uỳnh một tiếng nổ lớn vang lên rồi vô số những chùm lôi trụ bắn xuống ầm 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 sấm sét đánh xuống đạo phù văn khổng lồ kia lao tới vô số tia sét phát nổ trên đó từng đợt sóng năng lượng cùng bạo lan tỏa khiến đạo phù văn nhanh chóng tối sầm lại uy lực đáng sợ của ba tầng phong lôi kiếp cộng lại lúc này mới được thể hiện ra rắc phù văn ngày một tối lại cuối cùng xuất hiện vô số vết dạn vết dạn nứt lan rộng dần rồi bùng một tiếng nổ tan tành hự phù văn nổ tung tàu vũ bị chấn động hự lên một tiếng hiển nhiên là hắn cũng đã thọ thương sắc mặt hắn tối sầm lại không ngờ hắn có thể gọi được ba tầng phong lôi kiếp đúng là thủ đoạn không tệ nhưng gọi nó đến chỉ e ngươi không dọn đi được phong lôi kiếp không cần ta dọn đi vì nó dùng để dọn dẹp ngươi lâm động nhìn tàu vũ trên gương mặt hiện lên nụ cười quỷ dị, nhẹ giọng nói: "Khoác lác không biết ngượng." Đồng tử Tào Vũ co rút lại nhưng miệng hắn cười lạnh, hắn không tin hắn không chủ động tấn công mà đám mây đen kia lại gây khó dễ cho hắn. Giờ là Lâm Động vượt kiếp chứ không phải Tào Vũ hắn. Lâm Động cười, rồi hắn ngẩng lên nhìn đám mây đen kịt lớn hàng mấy trăm trượng, hai tay chậm chậm giang ra. Sau đó vô số hắc quang bắn ra, cuối cùng biến thành một cái hắc động khổng lồ phía trên đỉnh đầu hắn. Trong cái hắc động ấy tỏa ra một thứ sức mạnh kỳ lạ, mây đen trên trời nhanh chóng thu gọn lại, rồi sấm sét đánh xuống, mục tiêu lần này lại chính là Lâm Động. Trong mắt Lâm Động phản chiếu ánh sáng quỷ dị, hắn giang tay, khẽ lẩm bẩm. "Thôn phệ đi." Uỳnh, hắc động trên đỉnh đầu hắn bỗng xoay tròn mãnh liệt, sức mạnh bùng phát, những tia sét đang bắn về phía Lâm Động bỗng đổi hướng chui hết vào trong hắc động. Uỳnh uỳnh, sấm sét chui hết vào hắc động nhưng không hề gây nên trận nổ nào, chỉ phát ra những âm thanh trầm đục. Lâm Động phía bên dưới hắc động vẫn bình an vô sự. Tất cả đều chấn kinh khi nhìn thấy cảnh tượng ấy chẳng ai ngờ được lâm động lại có thể vượt qua lôi kiếp khủng bố đó bằng cách như thế tào đại ca tình hình không hay rồi chúng ta nên gọi mạc thông đại ca bọn họ vào sắc mặt thường uy kịch biến trầm giọng nói biểu tình tào vũ tối sầm hắn chừng chừng nhìn lâm động bình an vô sự trước trận sấm xét trong lòng ngày càng thấy bất an hắn trầm mặc một chút rồi gật đầu thường uy thấy vậy vội vàng lấy ra một quả cầu ánh sáng trong túi càn khôn cuối cùng bóp vụn một đạo kim quang bay ra chui vào không gian rồi biến mất tiểu tử khốn kiếp đợi khi mặc thông đại ca bọn họ đến dù ngươi có vượt qua ba tầng phong lôi kiếp thật thì cũng chỉ có con đường chết mà thôi nhìn kim quang biến mất ánh mắt thường uy lóe lên hung quang đây là vùng không gian hắc ám cũng chính là tầng ngoài của chiến trường viễn cổ từ đây đột phá ra ngoài sẽ vào thẳng đông huyền vực lúc này trong bóng tối có hơn một chục thân ảnh đang ngồi bàn tọa trên cơ thể bọn chúng đều tỏa ra một thứ sức mạnh kinh người nó hơn cả lâm động thậm chí hơn cả bọn tàu vũ vút trong bóng tối bỗng có một đạo kim quang bay tới cuối cùng bị một nhân ảnh bắt được. Mà thông đại ca, hình như bọn tà vũ gặp rắc rối rồi. Người bắt lấy kim quang ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, ở đó có một thân ảnh gầy guộc đang ngồi bàn tọa, trong lòng hắn là một cây đại đao màu đen. Hừm, thân ảnh đó dần mở mắt, hắn nhíu mày, nói. Chúng ta phải ở đây để đề phòng chuyện chẳng may. Vừa dứt lời, hắn ngưng một chút rồi lại lắc lư cái đầu. Thôi, để ta đi một chuyến, các ngươi cứ ở đây. Nói rồi hắn từ từ đứng dậy, nhưng khi hắn chuẩn bị động thân thì đồng tử trực co rút lại. Vì hắn nhìn thấy trong bóng tối bỗng thoát ẩn thoát hiện một đạo ánh sáng. Khi ánh sáng đó đến tận cuối cùng, mười mấy thân ảnh bay ra, đứng đầu là một dáng người yểu điệu, một giọng cười thanh nhã cũng vang lên. "Ha ha, mà thông các ngươi đến từ Tây Huyền vực xa xôi, Đông Huyền vực chúng ta thế nào thì cũng nên làm tròn bổn phận chủ nhà chứ." Trong nháy mắt sắc mặt nam tử ôm đau liền trở nên nặng nề, hắn nhìn chằm chằm thân hình kia, trong mắt hiện lên sự dè chừng khó che giấu. "Lang Thanh trúc, không ngờ ngươi cũng ra mặt rồi." Uỳnh uỳnh vô số những cột lôi trụ bắn ra từ những đám mây nhằm thẳng thân ảnh bên dưới mà phóng xuống nhưng mỗi khi lôi trụ sắp đánh trúng thân ảnh thì lại bị cái hắc động khổng lồ đang xoay tròn kia hút vào rồi biến thành những tiếng nổ uỳnh uỳnh lâm động lại có thể hút hết số sấm xét ấy trên đỉnh núi mọi ánh mắt nhìn cảnh tượng ấy đầy vẻ chấn động thực sự bọn họ không thể tin được rằng lâm động lại có thể gánh được phong lôi kiếp khiến cả cường giả lục nguyên nếp bàn cũng phải sợ hãi sao có thể bọn liễu bạch lẩm bẩm nhưng rồi ánh mắt nhanh chóng hiện vẻ vui mừng một lần nữa Lâm Động đã cho bọn họ biết thế nào là kỳ tích. Năng lượng của cái hắc động kia hình như là lực thôn thực của Thao Thiết Tông. Lẽ nào trong cuộc đối đầu trước đó Lâm Động đã đoạt đi lực lượng của Thao Thiết? Hình như vậy, hắn thật đáng kinh ngạc. Tiểu Điêu nghe được những lời xì xầm bàn tán xung quanh, ánh mắt nhìn Lâm Động cũng ánh lên sự kỳ lạ, hắn khẽ cười, nói: "Hắn thật khiến người khác phải bất ngờ." Đương nhiên Tiểu Điêu biết cái hắc động kia không phải là lực thôn thực gì cả, mà là lực thôn phệ chân chính. Chỉ có điều vì để không để lộ thôn phệ tổ phù lâm động cố ý dùng lực thôn thực để che giấu hơn nữa tiểu điêu cũng cảm ứng được thứ sức mạnh quen thuộc từ sâu trong hắc động đó là thạch phù thần bí lâm động có thể hứng được hết số xét khủng bố kia rõ ràng cũng là nhờ sức mạnh của thôn phệ tổ phù và thạch phù thần bí muốn biến sức mạnh của ba tầng phong lôi kiếp thành của mình sao tiểu điêu hơi nhếch mép trong lòng thầm tán thưởng lúc này hắn không kìm được mà cảm thấy hài lòng vì suy nghĩ của lâm động quả nhiên lâm động vô cùng cẩn thận vẫn còn giấu thủ đoạn cuối cùng mà đến tiểu điêu cũng không biết chắc chắn lâm động đã chuẩn bị việc này từ rất lâu về trước để đề phòng tình huống khẩn cấp lúc nào hắn cũng thích giữ lại những tuyệt chiêu khiến người khác thậm chí ngay cả tiểu điêu cũng cảm thấy kinh ngạc sau nhiều năm rèn rũa lâm động hiển nhiên đã không còn là cậu thiếu niên non nớt của Trấn thanh dương năm đó nữa tâm kế và tâm tính của hắn đã vượt xa những người đồng trang lứa trong khi các thanh niên khác còn bồng bột thì lâm động hắn đã vô cùng cẩn thận chuẩn bị cho mình tuyệt chiêu này vì hắn biết mình chỉ đến từ một phương chiều hạ cấp hắn không có tài lực hùng hậu bên cạnh hắn ngoài tiểu điêu ra cũng chẳng còn ai có thể dựa dẫm mà tiểu điêu vì thân phận thiên yêu điêu mà nhiều lúc không thể thi triển sức mạnh thật sự vì thế mà phần lớn những lúc nguy hiểm lâm động chỉ có thể dựa vào bản thân tiểu điêu khẽ cười lúc nào lâm động hắn cũng làm ra những việc người thường không thể tưởng tượng hơn nữa quan trọng hơn là hắn đều thành công tào đại ca giờ phải làm sao sắc mặt bọn thường uy có vẻ khó coi trong lòng bắt đầu thấy bất an tình hình lúc này bọn chúng muốn bố trận cũng không thể sợ gì chứ ta không tin với thực lực lục nguyên niết bàn đỉnh phong của ta cộng với phong thiên đại trận lại không thể dọn dẹp được tên tiểu tử chỉ có tứ nguyên nếp bàn kia. Tào Vũ lạnh lùng nói. Nghe thế bọn thường vũ há miệng nhưng rồi lại thôi không nói gì nữa. Tào Vũ nói đúng, dù sao bọn chúng vẫn dùng được phong thiên đại trận, đó là linh bảo thuần nguyên, uy lực của nó đủ làm đảo lộn thiên địa, muốn dọn dẹp lâm động không phải chuyện khó khăn. Uỳnh uỳnh uỳnh. Trong khi bọn chúng đang nói chuyện thì sấm sét ngày một dữ dội, chớp giật liên hồi, vô số những cột sấm sét lớn cỡ hàng triệu điên cuồng bắn vào trong hắc động. Xẹt xẹt, ngày càng nhiều xét chui vào hắc động bề ngoài hắc động cũng dần xuất hiện vô số ánh lôi quang những tia lôi quang đó đang di chuyển về phía lâm động gấu áo hắn nát thành từng mảnh vụn những nơi lôi quang đi qua ngay cả da thịt hắn cũng xuất hiện những vết đen gì sấm xét thật cuồng bạo cảm nhận được từng cơn đau trên cánh tay ánh mắt lâm động ngưng tụ đây chỉ là năng lượng dư thừa lọt ra từ trong hắc động mà thôi hắn thật không dám tưởng tượng nếu hắc động nổ tung thì hắn rơi vào tình cảnh thế nào có lẽ đến cho cốt cũng chẳng còn lâm động hít sâu một hơi nhìn về phía đám mây đầy sấm sét không có dấu hiệu yếu đi kia, thân thể khẽ rung lên. Một đạo thanh quang tràn ra từ trong cơ thể, sau đó bề mặt cơ thể hắn bắt đầu hiện lên từng tầng long lân màu xanh, cuối cùng biến thành tấm áo giáp bảo vệ bên ngoài. Lôi quang khi tiếp xúc với lớp long lân đều bị bắn ra ngoài, như thế cơn đau mới giảm đi nhiều. Sự thôn phệ vẫn tiếp tục và ngày càng dữ dội, đến gần chục phút sau, mười mấy trượng xung quanh Lâm Động đều là lôi quang cuồng bạo, thậm chí ngay thân thể Lâm Động cũng có lôi quang quấn quanh. Dưới sự xâm thực của lôi quang, dù là lớp phòng ngự mạnh như áo giáp long lân cũng xuất hiện những vết cháy đen dường như còn có dấu hiệu nứt vỡ mọi ánh mắt lúc này đều nhìn về cảnh tượng đó chẳng ai có thể ngăn cản vì ai cũng biết quanh lâm động lúc này đều lôi quang mù mịt chỉ cần ai dám phát động tấn công là sẽ tác động vào những luồng sấm sét đó chưa biết chừng sẽ bị nó thiêu chết uỳnh lại một đạo sấm sét bắn ra từ trong tầng mây cuối cùng bị hút vào trong cái hắc động khổng lồ rồi có những tia sét bắn trở ra dường như ngay cả cái hắc động hình thành từ lực thôn phệ này cũng không thể thôn phệ thêm được nữa rồi lâm động mở mắt phản chiếu trong mắt hắn là màn sấm sét cuồng bạo nhìn xuống tàu vũ sắc mặt lúc này đang tối sầm lại khóe miệng lâm động hơi nhếch lên tạo thành nụ cười lạnh lùng hắn chậm chậm nhấc tay lên chỉ về phía tàu vũ rồi biến hóa thủ ấn ẩm khi thủ ấn của lâm động thay đổi hắc động khổng lồ trên trời cũng dần chuyển động hướng xuống dưới rồi như họng pháo đen xì chĩa thẳng về phía tàu vũ Rẹt rẹt. trong hắc động chấp chới lôi quang lan tỏa ra một thứ sức mạnh hủy diệt đáng sợ công kích vẫn chưa phát ra nhưng không gian phía trước đã trở nên méo mó đúng vào lúc hắc động chĩa vào tàu vũ bọn thường uy phía sau cảm thấy ra đầu tê dại đi bọn chúng có thể cảm nhận được một sự nguy hiểm rõ rệt giả ma giả quỷ ta xem ngươi làm gì được nào mặt tàu vũ tối sầm lại nộ hỏa bùng phát rồi nhanh như chớp kết ấn không gian quanh hắn chuyển động rồi vô số hắc quang tựa những con cự long lao ra rồi tụ lại trước mặt hắn phong thiên đại trận hắc quang đan xen nhau chỉ một lát sau liền biến thành một đại trận màu đen to gần trăm trượng trên đại trận dường như xuất hiện cả núi non một thứ sức mạnh kinh người như ẩn như hiện tỏa ra từ đó. Đại trận treo lơ lửng trên trời nhìn vô cùng kỳ dị, dường như thiên địa cũng bị ép bên dưới nó. Ánh mắt Lâm Động lấp lánh như có sấm sét tụ lại trong đó, hắn nhìn đại trận vừa hình thành, gương mặt dần hiện lên vẻ cuồng nhiệt. Đây là lần đầu tiên hắn khống chế một sức mạnh khủng bố thế này. Lâm Động chậm chậm đưa tay ra, điểm một ngón tay trong không trung, rồi một âm thanh đinh tai nhức óc nổ ra. "Đi." Chỉ một chữ, thiên địa như ngay lúc đó trở nên yên tĩnh, hắc động đang chuyển động bỗng dừng ngay lại. Trong bóng tối lôi quang tự ngọn núi lửa bị kìm nén nhiều năm với một thanh thế kinh thiên động đại bắn ra uỳnh thiên địa dung chuyển lôi quang lớn trăm trượng tạo nên một cột quang trụ xé tan không gian trước bao ánh mắt kinh hoàng bắn thẳng lên đại trận ánh lôi quang chói lòa cự long hình thành nên từ những tia xét xé tan không gian đem theo sức mạnh cùng bạo khó lòng hình dung đâm sầm vào đại trận treo trên khâu trung dầm vào khoảnh khắc va chạm thiên địa như trở nên tĩnh mịch ngay sau đó lôi quang và hắc quang bùng phát ra từ điểm tiếp xúc tạo nên một trận mưa pháo hoa lôi quang đầy hoa lệ trùng lôi quang bắn ra từ phía để lại vô số dấu vết trên không trung rơi vào dãy sơn mạch cùng với những tiếng nổ uỳnh uỳnh khủng khiếp tất cả mọi người đều nhìn cảnh tượng đó với gương mặt đầy kinh hãi sự đối đầu này đã vượt qua phạm vi lâm động và tàu vũ có thể can dự vào chỉ những làn sóng năng lượng dư thừa của cuộc đối đầu thôi cũng đủ nghiền nát một cường giả ngũ nguyên niết bàn trên đỉnh núi bọn lam anh lúc này đều nhìn trận pháo hoa lôi quang trên bầu trời với ánh mắt nghi hoặc trong sự mỹ lệ ấy lan tỏa một loại cảm giác hủy diệt đúng là đồ biến thái thanh phong hít sâu một hơi ngữ khí đầy sự chấn kinh. Công kích đáng sợ như vậy, thật sự hắn không thể tin nó phát ra từ một cường giả chỉ tứ nguyên niết bản. Chỉ với chiêu này thôi, trong bách triều đại chiến cũng chẳng ai có thể đỡ nổi. Không ngờ hắn che giấu kỹ như vậy. Lam Anh cũng gật đầu đầy cảm xúc. Chiêu này của Lâm Động có lẽ ngay Tần Thiên cũng không dám liều mình chống đỡ. Từ đây ai cũng nhận ra một điều rằng, nếu căn cứ những cuộc giao đấu bình thường thì quán quân bách triều đại chiến lần này có lẽ chẳng là ai khác ngoài Lâm Động. Những cường giả thiên tài từ các đại vương triều bên cạnh Lam Anh đều gật gù. Chiêu này của Lâm Động, ngay những người cao ngạo như bọn họ cũng phải tâm phục khẩu phục. Tần Thiên ở một bên, lúc này sắc mặt tối sầm lại, bàn tay nắm chặt, ánh mắt hiện lên đầy vẻ đố kỵ và không cam tâm. Với thiên phú của mình, từ khi hắn ra đời đến giờ đều được vô số người ngưỡng vọng, thậm chí trong bách triều đại chiến, nơi tập trung đầy nhân tài này hắn cũng đứng ở trên cao quan sát người khác tranh giành với nhau. Nhưng hắn chưa từng nghĩ mình lại bị tên Tào Vũ từ Tây Huyền vực kia một trưởng đánh bại. Còn Lâm Động chỉ đến từ một phương triều hạ cấp, lại trở thành cứu tinh của tất cả mọi người, đồng thời cũng thành đối tượng gây chú ý nhất bách triều đại chiến. Vị trí đó vốn dĩ phải thuộc về hắn. Tần Thiên nghiến răng, trong mắt tràn ngập sự không cam tâm và nỗi oán hận. Bùm, lôi quang điên cuồng xung kích lên đại trận màu đen khổng lồ. Trước sự tấn công của lôi quang, đại trận dung chuyển dữ dội, một đạo hắc quang không ngừng lan ra, nhưng chưa hình thành công thế thì đã bị lôi quang đánh tan. Phía sau đại trận, sắc mặt Tào Vũ vô cùng tối tăm nhìn đại trận đang dung lên dữ dội. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng áp lực đáng sợ đang xâm thực đại trận. Tào đại ca, hình như đại trận không chặn được công kích của hắn bọn thường uy giật mình nhìn đại trận bất giác sự châm chọc trên gương mặt bọn chúng đã biến mất hoàn toàn thay vào đó hình như xuất hiện sự kinh hoàng bọn mặc thông đâu tàu vũ nghiến răng lúc này dù hắn không cam tâm thế nào thì cũng không dám ngây ngang nữa mặc thông đại ca bọn họ bị chặn lại rồi hình như tin tình báo của chúng ta đã bị lộ cường giả của các tông phái siêu cấp đông huyền vực đều đang xông vào không gian này bên cạnh thường uy một người sắc mặt tái nhật nói cường giả đông huyền vực đến sao nghe thế sắc mặt tàu vũ hơi biến đổi lần hành động này của bọn chúng không hề dùng nhiều người dù sao nếu xâm nhập quá nhiều chắc chắn sẽ bị các tông phái siêu cấp đông huyền vực phát giác ra tuy giữa các tông phái siêu cấp đông huyền vực luôn có tranh đấu nhưng lại đều có địch ý với tây huyền vực nếu phát hiện tây huyền vực nhăm nhe chiến trường vĩnh cổ các tông phái siêu cấp chắc chắn sẽ phái cường giả ra tay như thế thì bọn chúng sẽ rơi vào hoàn cảnh địch đông ta ít tên tiểu tử đáng chết thường uy nghiến giang nói nếu không phải lâm động tự nhiên nhảy ra thì có lẽ bọn chúng đã hoàn thành trận pháp rồi Tào Đại Ca, đại trận sắp bị phá vỡ rồi. Sắc mặt tàu Vũ tối sầm lại, đang định nghĩ đối sách thì bỗng một tiếng kêu thất thanh vang lên từ bên cạnh khiến hắn giật mình, ngẩng lên thì thấy quả nhiên trên đại trận đã bắt đầu xuất hiện vết nứt. Đó là dấu hiệu cho thấy đại trận sắp bị phá vỡ. Tên khốn kiếp. Tàu Vũ không kìm được chửi lớn một câu, hắn không thể ngờ với thực lực lục nguyên niết bàn cộng với phong thiên đại trận lại không thể chặn được công kích của Lâm động. Tàu Vũ biết, nếu giao đấu chính diện, Lâm động căn bản không phải đối thủ của hắn cơ duyên ba tầng phong lôi kiếp một lúc này cũng chỉ có một lần cũng có nghĩa là lâm động chỉ có một cơ hội kháng cự được với hắn nhưng chỉ một lần này thôi cũng khiến hắn chật vật rắc thế nhưng dù hắn có phẫn ốt thế nào thì những vết nứt vỡ trên đại trận đó cũng không thể giảm đi ngược lại còn nhanh chóng lan rộng rắc 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 tiếng nứt vỡ ngày một rõ ràng một lát sau cả đại trận đã dày đặc vết nứt mau rút lui thấy vậy đồng tử tàu vũ thu nhỏ lại hắn biết không thể kháng cự thêm được nữa đành nghiến răng vẫy tay lùi nhanh về sau bên cạnh hắn bọn thường uy cũng bị dọa cho mặt biến sắc bọn chúng biết nếu lôi quang cùng bạo kia mà đánh xuống thì bọn chúng chết là chắc chắn liền vội vàng lùi sau bùm đúng vào lúc bọn tàu vũ chọn cách rút lui thì đại trận cuối cùng đã đến cực hạn dưới sức tấn công của lôi quang bùm một tiếng triệt để nổ tung không ngờ đại trận lại bị đánh nổ tung lâm động thắng rồi trên đỉnh núi mọi người nhìn thấy cảnh đó trên gương mặt đầy vui mừng bọn họ biết bọn tàu vũ mất đi sự bảo vệ của đại trận chắc chắn là mất đi thủ đoạn mạnh nhất của mình khi lâm động giao chiến với tàu vũ thì lâm động sẽ chiếm ưu thế uỳnh ừ. đại trận nổ tung lôi quang tựa những con cự long xuyên thủng đại trận mang theo khí thế cùng bạo bay ra khốn kiếp vẫn chưa tiêu tán sao bọn tàu vũ nhìn lôi quang vẫn cùng bạo như thế sắc mặt trở nên vô cùng khó coi cùng ra tay tàu vũ hét lên bọn thường vũ đành nghiến răng rồi định vận nguyên lực vút thế nhưng khi bọn chúng định ra tay thì lôi quang từ trên đỉnh đầu bay qua bọn chúng chứ không tấn công điều này khiến bọn tàu vũ khựng người rồi lập tức sực tỉnh. Hắn muốn cứu đám cường giả của tông phái siêu cấp. Lôi quang lóe lên trong ánh mắt kinh hoàng của bọn tàu vũ, rồi oanh kích thẳng lên phù văn ở trên trời, trong phù văn đó là tám cường giả của các tông phái siêu cấp. Lâm Động biết, lúc này đánh bại bọn tàu vũ căn bản không thể giải quyết được vấn đề, hắn phải giải vây cho bọn người lão nhân đạo tông, vì chỉ khi bọn họ thoát được mới triệt để giải quyết được rắc rối. Nếu không bọn Trịnh Trung chỉ cần phái ra một người bất kỳ cũng đủ để đối phó với bọn tiểu bối này. Tàu Vũ, ngươi đang làm gì vậy? bên ngoài phù văn trịnh trung đang toàn lực giam giữ bọn lão nhân đạo tông cũng bị công kích bất ngờ này khiến giật mình sắc mặt tím tái quát lên hiện tại bọn chúng đang đọ sức với bọn người lão nhân đạo tông chỉ một chút nhân tố bên ngoài cũng khiến công sức của bọn chúng đổ xuống sông xuống biển sắc mặt tàu vũ trắng bệch hắn cũng đã cố hết sức rồi nhưng vẫn bại dưới tay lâm động uỳnh ừ. lôi quang điên cuồng bắn lên phù văn thiên địa rung chuyển tàu vũ nhìn thấy phù văn bắt đầu xuất hiện vô số đường nứt vỡ thôi hết rồi khi những vết nứt ấy xuất hiện Tào Vũ biết kế hoạch lần này của Trần Vũ Hàn có lẽ đã thất bại rồi. Mà nguyên nhân thất bại lại vì một tên tiểu tử chỉ tứ nguyên niết bàn. Lôi quang cùng bạo điên cuồng xung kích lên phù văn, năng lượng đáng sợ do rỉ ra cũng khiến không gian trở nên méo mó. Rắc rắc, những đường nứt vỡ bắt đầu lan ra trên phù văn, nhìn thấy cảnh đó sắc mặt bọn Trịnh Trung đều tím lại. Bọn chúng biết nếu bọn lão nhân đạo tông thoát khỏi đó, muốn tung một mẻ lưới giữ chân bọn họ không phải chuyện đơn giản. Toàn lực phong tỏa. Trịnh Trung hét lên, đang định tăng cường phong thiên đại trận, thì trong phù văn bỗng bùng nổ vô số làn sóng năng lượng khủng bố, rõ ràng lão nhân đạo tông bọn họ cũng đang tranh thủ cơ hội này thi triển công kích. Rắc rắc. Trước sự tấn công toàn lực của bọn lão nhân đạo tông, cộng với sức mạnh lôi quang, phù văn ngày một xuất hiện nhiều vết nứt hơn. Hỏng, phù văn sắp bị phá vỡ rồi. Thấy tình hình đang ngày một xấu đi, ánh mắt của Trịnh Trung thay đổi, kinh hoàng nói: "Bùm." Vừa dứt lời thì đồng tử hắn chợt co rút lại, phù văn bỗng nhiên phình to rồi một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra, phù văn nổ tung làn sóng năng lượng trào dâng như thủy triều, tám đạo hồng quang bắn ra. Đáng chết. Thấy bọn lão nhân đạo tông thoát khỏi giam cầm, Trịnh Trung giận dữ, mắt đỏ quạch hét lên với Tào Vũ. Lũ vô dụng các ngươi, ngay cả đám tiểu bối chưa vào tông phái siêu cấp cũng không giải quyết được sao? Vẻ mặt bọn Tào Vũ đầy xấu hổ. Theo lẽ thường, ở đây căn bản không có ai có thể chống lại bọn chúng, nhưng ai ngờ đột nhiên lại xuất hiện lâm động. Hơn nữa hắn còn không xuất chiêu như thông thường, vừa ra là gọi ngay ba tầng phong lôi kiếp điều khiến người ta khó lòng tin được đó là hắn lại còn dùng phong lôi kiếp để phá vỡ phòng ngự của bọn chúng. Trịnh Trung đại nhân đều là vì tên tiểu tử Lâm Động kia. Hắn gọi ra ba tầng phong lôi kiếp, Tào Vũ đại ca dù có dùng phong thiên đại trận cũng bị hắn đánh tan. Thường Uy chua xót nói, "Lâm Động." Ánh mắt Trịnh Trung lạnh băng quét một vòng rồi dừng lại chỗ Lâm Động. Trước ánh nhìn ấy, Lâm Động lập tức cảm giác được hàn khí bao quanh người, tâm thần khẽ động, huyết linh khôi xuất hiện ngay trước mặt đầy cảnh giác. Phong lôi kiếp đã tan, hắn đã mất đi thủ đoạn mạnh nhất, dù tinh thần lực đã lên đến mức thiên phủ sư tứ ấn nhưng hắn biết như thế vẫn chưa thể sánh được với trịnh trung vì dù sao trịnh trung cũng là nhân vật sánh ngang với những cường giả của tông phái siêu cấp ha ha trịnh trung với thân phận của ngươi lại đi dọa nạt một tiểu bối còn muốn giữ thể diện nữa hay không khi ấy bên cạnh xuất hiện một thân ảnh cắt đứt tầm mắt của trịnh trung lâm động quay sang nhìn chính là vị lão nhân đạo tông tên là ngộ đạo kia ha ha tiểu tử làm tốt lắm lần nay coi như ngươi đã lập được đại công rồi nếu muốn thì đến thẳng hồng hoang điện của ta làm đệ tử thân truyền vị cường giả của hồng hoang điện cũng cười lớn tiếng cười như sấm vang khắp thiên địa biểu hiện của tiểu gia hỏa này đủ để thành quán quân của bách triều đại chiến lần này rồi mỹ phụ của cửu thiên thái thanh cung cũng cười nói lưu thông của nguyên môn nghe vậy thì cho mày khó chịu liếc nhìn tần tiên hiển nhiên hắn rất bất mãn vì tần thiên lại không thể đỡ nổi đến một chiêu của tàu vũ tần thiên cũng nhìn thấy ánh mắt của lưu thông đầu cúi gằm xuống nắm đấm nắm lại thành tiếng răng rắc hừ ngộ đạo lưu thông các ngươi vui mừng hơi sớm quá đấy. Dù thoát khỏi giam cầm thì lẽ nào bọn ta không dọn dẹp được các ngươi." Sắc mặt Trịnh Trung tối lại, nói: "Ngươi có phong thiên đại trận đúng là không tệ, nhưng chỉ cần không bị các ngươi kìm chân thì bọn ta có thể ra tay ngăn cản để các ngươi không thể bày trận. Cứ như thế, cường giả của Đông Huyền vực bọn ta sẽ đến, lúc đó xem ngươi còn cách nào." Ngộ đạo cười nói. Sắc mặt Trịnh Trung lập tức tối sầm lại, cười lạnh. "Vậy thì thử xem." "Động thủ!" Trịnh Trung hét lên, bọn người sau lưng hắn lập tức biến hóa thủ ấn không gian chuyển động hắc quang một lần nữa lại trào dâng tàu vũ giết hết kẻ ngáng đường đi cho ta khi chuẩn bị động thủ trịnh trung hét lên với tàu vũ vâng tàu vũ gật đầu rồi chừng chừng nhìn lâm động giờ ngươi đã mất đi phong lôi kiếp ta xem ngươi sẽ phản kháng thế nào lâm động chỉ cười mỉm giang hai tay ra tinh thần lực bùng phát mức độ dồi dào của nó lớn gấp nhiều lần trước đây lâm động hiện nay không chỉ có tu vi nguyên lực đạt đến tứ nguyên niết bàn mà tinh thần lực cũng đạt đến thiên phủ sư tử ấn hai cái cộng lại đủ để quyết chiến với một cường giả lục nguyên niết bàn cảm nhận được nguồn tinh thần lực dồi dào trào ra từ người lâm động đồng tử Tàu vũ thu nhỏ lại ánh mắt hiện lên sự nghiêm trọng thật sự nếu trước đó lâm động chỉ nhờ may mắn mới chống cự được nhưng giờ thực lực của lâm động đã thật sự có thể sánh ngang với cường giả lục nguyên niết bàn đạt được thành tựu như vậy trong tu luyện của nguyên lực và tinh thần lực không thể không thừa nhận ngươi thật có bản lĩnh nhưng dù ngươi có thể chống lại được cường giả lục nguyên niết bàn nhưng với ta thì chưa đâu tào vũ cười lạnh lâm động cũng không phản bác thực lực của tần thiên cũng là lục nguyên niết bàn nhưng đã bị tàu vũ dùng phong thiên đại trận một chiêu kích bại trước đó hắn đã đỡ được công kích hoàn toàn là nhờ có huyết linh khôi và cái giá phải trả chính là huyết linh khôi gần như bị phá hủy hoàn toàn động thủ đi nhưng dù thế nào thì lúc này lâm động cũng không định rút lui hắn giơ tay về phía tàu vũ khẽ cười giờ hắn chỉ muốn dựa vào thực lực của mình để chiến đấu một trận thật sự với tàu vũ không chịu tỉnh ngộ ánh mắt tàu vũ lạnh băng thủ ấn biến hóa không gian phía trước mặt chuyển động hắc quang quỷ dị cuộn trào biến thành một cái đầu lâu màu đen, trên nó khói đen mờ mịt, còn có những tiếng kêu thảm vang ra. Phong Thiên Cổ. Tào Vũ vung tay lên, cái đầu lâu khổng lồ cùng với đám khói mù mịt lao ầm ầm về phía Lâm Động. Ánh mắt Lâm Động trầm trọng nhìn công thế của Tào Vũ, định dùng nguyên lực và tinh thần lực thì bỗng phát hiện không gian trước mặt chuyển động, một thân ảnh hiện ra, một trường tung ra, nguyên lực rồi rào tóm vỡ cái đầu lâu. Ai? Cảnh tượng đột ngột đó khiến sắc mặt Tào Vũ kịch biến, hắn quát lên. Ha ha, đệ tử đạo tông, chịu càn phía trước lâm động nam tử mặc bạch y ngẩng lên nhìn tàu vũ cười nói đệ tử đạo tông cường giả của tông phái siêu cấp đến rồi sao lâm động cũng khựng người lại chư vị bằng hữu tây huyền vực sự việc trong không gian viễn cổ đã đến tay các tông phái siêu cấp ở đông huyền vực nay các cường giả đều đã đến đây nếu chư vị còn trần trừ thì e sẽ thành cá trong chậu đấy nam tử bạch y kia chặn tàu vũ lại rồi nhìn về nơi xa cười lớn cái gì bị phát hiện rồi sao nghe tiếng cười ấy Sắc mặt bọn Trịnh Trung Kịch biến vội vã quay đầu lại, bỗng phát hiện không gian có rất nhiều điểm không gian bị méo, ở những nơi đó dần xuất hiện các đạo thân ảnh, nhìn y phục đều là người của các tông phái siêu cấp. Cường giả của bát đại tông phái siêu cấp đến cả rồi. Lâm Động ngẩng lên nhìn, ánh mắt hiện vẻ kinh ngạc, đó đều là đệ tử của tông phái siêu cấp sao? Quả nhiên khí tức bất phàm. Lâm Động nhìn qua tất cả các thân ảnh, giây lát sau, sự kinh ngạc dần đông cứng trên gương mặt hắn, môi mím chặt lại với nhau, nơi lồng ngực trái tim bỗng đập liên hồi trong tầm mắt hắn là một thân ảnh kiều diễm khí chất ấy dung nhan ấy vẫn giống hệt như mấy năm về trước lang thanh trúc lâm động nắm chặt tay lại cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ cho kênh ngọc hương review truyện tranh thuyết minh của em nha và nếu các bạn thấy hay thì hãy like và để lại bình luận để em có thêm động lực ra nhanh tập tiếp theo nhé và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất được phát sóng trên kênh chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều bye bye